Em mau Hà Nội xuống đường đạp xe tuần hành nhân ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS ngày 1 tháng 12 năm 2018, ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS, nhằm tuyên truyền cho mọi người phòng chống HIV/AIDS, đặc biệt giảm kỳ thị đối với những anh chị em có H, kết nối họ với xã hội để họ có cơ hội hòa nhập và cống hiến nhiều hơn. Lúc 16 giờ, các bạn trẻ thuộc nhóm Em mau đã có mặt trong buổi xuống đường tuần hành tuyên truyền cho mọi người phòng chống HIV/AIDS. Mở đầu chương trình, cha đặc trách Francisco Xavier Nguyễn Kim Phùng phát biểu lý do và hướng dẫn mọi người cách xuống đường. Sau giờ cầu nguyện, cha phát lệnh xuất phát. Các bạn trẻ xuất phát tại nhà thờ Thái Hà, chùa Bộc, Giải Phóng, Lê Duẩn, Ít Kiêu, Phan Bội Châu, Điện Biên Phủ, Cửa Bắc, Phó Đức Trinh, Thanh Niên. Hoạt động thu hút sự chú ý của nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ, thông qua hoạt động nhằm tuyên truyền, truyền thông cho mọi người có cách nhìn nhân ái hơn với những bệnh nhân có H và gia đình của họ, để họ có cơ hội được sống hòa đồng và hạnh phúc hơn. Em mau mong muốn ngày càng có nhiều hơn những bạn trẻ hợp tác cùng công việc của nhóm để cùng nhau lan tỏa làn sóng yêu thương đến với mọi người. Mình cảm thấy chương trình này là một chương trình cực kỳ ý nghĩa này và mang lại những cái giá trị nhân văn cho cộng đồng. Mình thấy là rất là hay. Ở đây có phải bé nhà chị không ạ? À đúng rồi, là bé nhà mình đây. Mình rất là mong muốn là cho bé đi tham gia những chương trình như thế này để bé có thể cảm nhận được những cái điều ý nghĩa này. Mình thấy chương trình này là một chương trình rất ý nghĩa vì đi chương trình này mình tuyên truyền cho những người kiểu chưa biết về kiến thức về HIV ấy. Để họ biết thêm được về kiến thức HIV, có thể phòng tránh để nói cho bản thân mình và cho bạn bè mình và những người xung quanh mình để biết được HIV nó không nguy hiểm, nhưng mà hiện tại nó có thuốc để phòng tránh HIV đấy, và giúp cho mọi người biết được các giải pháp để xử lý khi mình vô tình bị dính kim tiêm. Anh thấy đây có phải là một chương trình nó ý nghĩa không? Mình thấy đây là chương trình rất là ý nghĩa. Hiện tại thì không biết là các hoạt động của các anh là hoạt động gì và nó có ý nghĩa như thế nào ạ? Cảm ơn bạn. Trước tiên thì mình xin nói là nhóm mình là chuyên về bệnh nhân HIV. Thì ngày hôm nay cũng là ngày rất là đặc biệt, không những Việt Nam mà trên toàn thế giới nữa. Thì ngày hôm nay là một ngày gọi là quốc tế bệnh nhân. Thì nhóm muốn có một buổi tuần hành để cho nhiều người nữa biết đến hoạt động của nhóm. Và trong cái quá trình nghĩa là cái chương trình này là cái chương trình mà để cho truyền thông của cái nhóm Em mau về HIV đúng không ạ? Thế trong quá trình mà các anh thực hiện cái chương trình như thế này ấy, thì mọi người có gặp những khó khăn gì không ạ? Trước tiên thì về vấn đề là cái người đi, nhất là nhóm thì do cũng hoạt động vào giờ này, người đi là đang là giờ làm việc, nên là việc kêu gọi các thành viên đi, nhiều người còn đang đi làm nên chưa thể có thể đồng hành ngay được. Cái khó khăn cái thứ hai là đi di chuyển trên đường ấy, thì gặp cái tình trạng tắc đường ở Hà Nội, thì vào giờ cao điểm thì thực sự đi lại rất là vất vả. Thế thì trong thời gian tới thì nhóm mình có định có những cái hoạt động truyền thông tương tự như thế này nữa không, hay là có những chương trình gì đặc biệt khác nữa không ạ? Chúng tôi sẽ cố gắng và cố gắng hết sức, vì những cái hoạt động này thì nó mang được ý nghĩa rất là sâu sắc với tất cả mọi người, để mọi người càng ngày càng biết đến hoạt động của nhóm, quan tâm hơn đến những người HIV. Trong thời gian tới khi mà có những chương trình như thế này thì chị cũng như là gia đình phải tham gia tiếp không? Nhất định là có tham gia rồi. Sắp tới nếu mà có thì mình sẵn sàng tham gia.